Ly kỳ, sư bà tiết lộ chuyện Hiền Linh được gặp Quan Thế Âm Bồ Tát và chuyến đi bất ngờ. Thì con cũng có nghe ở mình có một cái việc á, cô được một ngài Quan Âm á báo cho mộng để mà biết mà thỉnh bức tượng của ngài về để trấn cái cầu tử thần ở đây là việc đó nó như thế nào, cô chia sẻ một con được không? Cũng như là con ngủ chưa? Dạ. Rồi cái mẹ kêu cô đi ra về Cam Thành Bắc á, chỗ ba ngồi á, chỗ đó thỉnh mẹ về, đây là mẹ đây. Mẹ ăn trước rồi lát chú ra chú quay. Dạ. Mẹ kêu cô thỉnh mẹ về để ngay cái cầu cho mẹ trấn cái cầu cho cầu hồi đó chết ngơi lắm. Dạ. Cái cô mới nói nắng mấy cái giỏng là lật cô xuống, cô lật đật mẹ nói xe xuống kìa, cô xách cái áo dài với lại cái đôi dép cái nón cô ra thì xe nó ngừng, xe trên Đà Lạt xuống ngừng, nó ngừng lại cái cô nó mở cửa cô lên rồi có hai cái cô ăn sâu á. Hai cô hỏi cho cô đi thỉnh Phật hả? Cô nói dạ. Thì hai cô mới cúng dường 200. Dạ. Cúng dường 200 để đưa mẹ về á. Dạ. Cái chú tài xế chú hỏi cô đi đâu. Tôi nói chú cứ chạy nha. Xe này xe Nha Trang phải không? Chú nói dạ. Chú cứ chạy nha. Tới đâu cho đó. Thì cứ ngừng là ngừng. Đi ra cho Cam Thành Bắc á. Cô thấy mẹ đứng đằng trước á. Cô nói đây đây nè chú. Ngừng lại. Cái xe nó ngừng lại. Thì cô vô. Cái bà trong đó, mẹ này đứng ở trước, như độ thiên á. Cái cô đó có ra, cô nói cô sinh Phật á. Cô nói dạ. Ủa sao cô đấy biết luôn vậy? Cô không biết nữa. À. Cái cô vô cái cô lạy, cô thắp nhang, cô lạy xong rồi. Cô nói cô à, cái này cũng một cái duyên mà cô đến cô ra đây để cô xin thỉnh mẹ về để cái cầu. Mà mẹ có báo mộng cho cô biết là để cái cầu dựng đổ cầu chết quá, cầu Tân Mỹ là cầu tử thần á. Bà nói dạ, cái bà cho người ra khiêng ra cái xe Nha Trang vô khiêng để đằng trước về ngay năm xe bít bốc lên giờ đây cái ngừng ở đây. Cái thằng chủ quán mới nó đưa con cổng mẹ và Tây Phương, nó sợ dai nó cổng. Cái cô mới nói là cổng ấy rồi hồi nó nghèo á. Cái cổng rồi quan năm con xây nhà, nó hỏi cô tiền đâu xây mẹ, nó ai biết, nó trúng đất á. Yeah. Có cái nhà to lắm, nó cổng từ dưới đó cổng chạy, nó hỏi cho để đâu cô, nó để đó, mẹ dặn để đó cho mẹ đổ cái cầu, nó cổng nó trèo bò lên dựng đó. Rồi cái Phật tử người ta tới, người ta mua hà quan lên ta bắt á. Yeah. Cô bắt điện người ra, mà từ ngày mà mẹ về ngự đây, mẹ đổ cái cầu là không có té xe nữa. Không có chết nữa. Hồi có chết không nữa. Có một vụ gì xảy ra nữa không? Không. À. Vậy là trước kia là thường lắm phải không? Thường lắm. Bây giờ không có nữa. Dạ vậy thì cái lúc đó ngài Quan Âm á, ngài báo là lúc đó cô nằm mộng cô thấy hay là như thế nào? Cô nằm cô mộng cô thấy á, cô nằm giống mà trưa mà. Dạ. Mẹ biểu đi ra chỗ đó đó. Thỉnh mẹ về. Cô nói nắng lắm. Cái bắt đầu lật cái giẫm cô xuống, mẹ nó xe xuống kìa. Cái cô xách cái áo dài vậy rồi cái thằng ấy đeo dép cô chạy ra, xe nó ngừng. Nó ngừng mới mở cửa cô leo lên. Mấy cái ông Quảng Sơn mà đi gỗ á. Dạ. Thì ổng thấy là hào quang á, sáng á. Dạ. Chiếu sáng thì ổng tưởng là mẹ Maria. Dạ. Chiều cái ông bỏ gỗ xong cái ông vô đây ông dòm. Ông dòm xong rồi cái ổng nói mẹ Quan Âm mà con tưởng mẹ Maria. Rồi tôi hỏi chứ làm sao. Nó nói là hôm con đi con gặp hào quang sáng vừa lắm. Rồi cái nó đứng dòm hờ nó đi mấy ông Quán Sơn nè. Mà cô cũng đại ân trên mười phương chư Phật chứ. Tự hờ mà cô thỉnh mẹ giờ tới bây giờ cầu này hết à. Hết chết, hết té, hết gì hết. Cô có thể dắt con ra ngắm mẹ được không ạ? À? Được đấy. Cô xuống cô may áo à chú. Mẹ ở nhà. Lúc đó cô mộng thấy là chính là diện của ngài đây luôn không ạ? Dạ. Cái mẹ biểu cô ra rồi đó thỉnh cho mẹ giờ. Mẹ đổ cái cầu. Đó mẹ đổ cầu từ ngày đó giờ cái cầu mới sao hết lên chú. Đây là cái hướng nhìn ra cái cầu. Dạ. Cái là Phật tử người ta lên người ta mua quốc sen. Thì hào quang rồi người ta cúng á. Dạ. Giờ
có cái đèn đây, nó đèn năng lượng mà sao nó không cháy vậy, đêm nó không sáng. Đèn năng lượng bị không cháy hả cô? À, nó không sáng. Hay là lâu quá rồi nó bị gì đó? Mới đây ấy, cô thấy ở đây một lần, ngoài kia một lần, nữa hai lần. Ừ, lần coi thánh Phật nên là ba lần. Ba lần thấy ngày Quan Âm? Ba lần. Dạ. Mẹ hộ cho cô lắm. Dạ. Ừ.